la 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 alo 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 hello kim benet hello everyone hello everybody hello em em emily 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 em có khỏe không <laughs> ok i am a little bit excited i i want to say with you guys hello tim anh đang làm gì rồi em Trời em hỏi anh một câu thật là thường. Em nghĩ anh đang làm gì? Ngoài ra làm nào? Hả? Không lẽ làm cái gì bây giờ? Ok. Hello. Hello Sarah. Hello Yến. Hello Jory. Ok. I am a little bit excited. I want to share with you my... 21 brand new colors. Hello Jenna, lâu quá ngập em khỏe không? You guys like this? I really like this. I did this uh, yesterday. I'm gonna do I'm gonna do a live to show you guys how to do this beautiful design. Not today though, but you know, I, 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 somehow it doesn't show up good here. But it looked much better outside ok Ok. <laughs> 21 new color yeah 21 em mới chọn 21 tuổi thôi ok à, chưa 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 có mới được mới 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 tuổi mới lớn à anh khỏe re em khỏe không cha nè <laughs> rồi bà con vào đông đủ hết đấy nha cho mình à, cho mình à, xe ra đông đông bà con xe ra xe ra dùng nha mấy em mấy em xe ra dùng anh nha em mọi người xe dừng nha tại vì đây là 21 màu brand new color màu nude của chiso à, à, coi như là coi như là mới ra lò đó mới ra lò vừa rất là hot 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 nha yeah, những cái màu rất là đẹp luôn đây là cái màu bắt đầu từ xa lịch 232 thì coi như là hồi bắt đầu 231 là cái màu cuối cùng Bây giờ là bắt đầu là nó vô cái màu mới nhất là 232 em xe Ok rồi bây giờ mới coi với bạn coi nè Ok Lấy nước ha Ok Nè mình sẽ cho các bạn thấy This is my first color Ok Look at that color ok Tilt it down Let the color in khó chi sâu so, chi so. màu chi số so là à càng ngày màu nó càng đẹp à nó càng độc đáo à các bạn thấy màu số màu này là 231 nè <cười> <cười> em xe có 25 mươi và ok vậy là quốc rồi 25 mươi là, là, mình xe có chừng nhiều nha nó quốc em luôn là xong luôn đó nha rồi bây giờ ôm nó vô ha đó đây là màu đầu tiên của năm một hai nghìn hai mươi hai trong cái collection có hai mươi một em màu nude đấy thấy chưa ôm nó vào này thấy chưa đẹp chưa ok this is my solid two 30 this is solid 232 32. Thấy chưa? Mới có xe 108. <laughs> Hello Phong khỏe không em? Nè mấy bạn thấy chưa? Màu 232, đây là màu đầu tiên. Đó. Tèn Ok, để nó đây nha, 232. Để mình lấy cái viết mình ghi nó xuống chứ không thôi là mình biết màu nào và màu nào hết. <laughs> OK, đây là màu solid 232 nha. này là solid nè. OK. No, not yet, not yet, no matching yet. I don't have the matching yet, Kim Bennett. 232. This is brand new. So it take a while for me to get the matching. because the matching take long time to do it. But it's uh, it we 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 have it. <laughs> OK. 232, 231 Không biết gì hết Ok, coi như là mình bỏ này còn một bên đi ha <cười> <cười> Màu đầu tiên Ok Đó 231 Ok à, 232 chứ màu đầu tiên là 220 Màu này là màu 233 nè Đây, 233 này Các bạn thấy không? Okay, 232. Okay, this is another color that I have. Here we go. Take the liquid. See the color? Go into the nail. Till the nail. Bring them in. Bring them in. Màu càng ngày càng dễ đắp uh, Đã luôn Kéo tới đâu là phê tới đó nha mấy bạn Càng kéo càng phê Càng mê càng dẻo Thấy chưa Kéo này thấy không 233 Ok Đây là cái màu Solid kế tiếp nè à, Màu này mà làm Ombre trắng hồng là hết ý luôn đó nha Hello Nina How are you? How are you uh, em? Em Nina khỏe không? Đây các bạn thấy không? Đây là cái màu 232 nha. Ồ oh, 233 chứ xin lỗi 233. Đó. Ok, Các bạn thấy cái màu nó dẻo kéo sướng không? Đây à, để đây cho các bạn thấy luôn nè. Hello hơn em. Em khỏe không? 233 nha mấy bạn. Ok, solid. 233. Ok, mình có hai màu này, 232 và 233, mình sẽ cắt nó sang một bên. Ok. Rồi. Mình tiếp tục ha. 234. Đây, màu 234 đây. Nè, mấy bạn thấy không? 234 nha. Màu toàn là những màu hot không à mấy bạn ơi nó thiệt luôn á lúc này lúc này á là chi sổ ra màu nào là đẹp màu đó hoàn toàn là những cái màu những cái màu mà chuộng không à đây lúc này đi đi tìm những cái collection là đẹp đẹp á mình đi tìm trong trong cái những cái những cái những, cái, những... đi tìm đây tìm những cái màu này là biết đối với bạn biết mới tìm đâu ra không David tìm từ ở trong cái um, trong cái uh, cái lipstick collection ra Tại vì trong những cái màu lipstick á, nó có những cái màu này này Mà màu nào cũng cũng đẹp hết trơn á Cà phê tôi nha cái, cái, cái nào mà ít ít là của, của Phong á Cái nào nhiều là, là của, nó không có đề vô nhưng mà cái ít cái nhiều Nè, các bạn thấy không Cái màu này nó nằm ở trong những cái collection của cái môi son của mấy, của Của những công ty nổi tiếng lắm David tìm những cái môi son nó về, xong rồi David mới mới tìm ra lấy ra những cái màu này rồi mình 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 mới chế ra những cái màu này thì nó <laughs> đẹp cực đẹp luôn màu nào cũng đẹp hết trơn coi này các bạn thấy không đó mà không phải là nó đẹp là một chuyện ha mà cái quan trọng nó phải có dễ đắp hay là không dễ đắp mà cái quan trọng nhất là nó có ma bồ hay là không ma bồ đó nếu mà nó mà ma bồ là thua ha tại vì 21 màu này làm cũng khá lâu tới bây giờ coi như là cái project này hình như là cũng khoảng chừng gần 6 tháng đó Đây việc làm khoảng tháng 8 tháng 9 năm vừa rồi Bây giờ coi như là mới xong Coi như là uh, <laughs> Màu này rất là đẹp lại nha Màu son nha Nè các bạn thấy chưa Nè Kéo nhẹ xuống thôi ha Mình coi là mình xong cái màu này Màu nào cũng như là màu son á Nhỏ giống như là em 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 có những cái màu son này không <laughs> Em không có thì anh tặng cho em mới Về làm môi son cho đẹp <laughs> 234 Em Win Solid 234 Có không em có không ờ, tưởng em tưởng em không có anh tặng cho em mới à, về làm môi son uh, đi Las Vegas chơi <laughs> Hello tặng em đi em tặng em hả ai ai tặng em em tặng anh đó hả hay là sao tặng Để... em đi hả về anh tặng em cho tặng em lấy em anh tặng em nha đổi nha đổi nha này 234 này ha rồi thấy chưa là bị tới 235 hỉ nè thấy cái màu 235 không nó tươi không anh tặng em <laughs> chạy chờ, tặng thêm chai super quét nữa ha ok quét luôn <laughs> không thọ không thọ rồi bây giờ mấy bạn coi nè tiếp tục ha 235 nè cái màu 235 hỉ, nè cái màu dễ thương chưa nè bỏ lên nè đó thấy đã không đó các bạn thấy không wow cái màu đắp lên nó đã thì thôi coi này mấy bạn nhìn nè kéo này mà cái màu nó tươi thiệt là tươi luôn nó đúng ra là cái màu tươi quá tươi luôn không có một vết tì gì gọi là lỗi lầm trong cái vấn đề làm bột cả không có vết tì gì hết hoàn toàn là những cái màu gọi là độc đáo không à chết người luôn à. những màu chết người không à à thấy chưa lạ chưa đẹp thiệt là đẹp luôn á à đẹp là đẹp luôn á phong ơi nhìn cái tóc nào, râu này của ai à, rớt đây không biết <laughs> không biết râu của em nào rớt cho bột của mình đấy biết <laughs> đây màu này là màu 235 trăm hỷ nè thấy chưa các bạn thấy chưa nè con này đẹp chưa thấy màu solid không đúng luôn ha quá đẹp ha anh ha hai solid hai trăm ba mươi lăm đó, mấy bạn thấy này, ha là 2 3 cho 235. Đó. Rồi mình tới sao mươi 236. À. <laughs> Hello Nathan, khỏe không em? Hello mấy em mới vào. Nè mấy bạn tiếp tục coi nha, mình sơn lên cho mấy bạn coi nè. Nó đúng ra là mình lựa ra mấy cái màu này lạ lắm. Thấy chưa? Độc đáo không? Ờ, à, Coi nè. <laughs> ok, những màu này á mấy bạn biết sao không? Mùa xuân sắp vô rồi. <laughs> mấy bạn dùng dùng những cái màu này cho mùa xuân qua tới mùa hè xong tới mùa thu rồi qua mùa đông. <laughs> Tha hồ luôn mùa nào cũng mừng được hết trơn á. Tại màu nu mà. <laughs> Công nhận đẹp thiệt đúng không em? trời ơi cảm ơn anh cảm ơn em đã khen anh đẹp anh lúc nào thì cũng mình thấy mình cũng đẹp mà nhiều khi uh, mấy em khen anh đẹp anh ngại quá <laughs> anh biết là anh đẹp rồi nhưng mà sao mà mỗi lần mà em khen làm cho anh ngại ghê không biết làm sao đâu <laughs> mình thấy mình mắc cỡ quá <laughs> nè đẹp chưa Ủa chiều trà quá xá là đẹp luôn đúng không 236 Nè thấy chưa không lịch nè 236 Thịt đẹp luôn mấy bạn ơi Mấy bạn nhìn nè U là la Này coi này không thấy đã chưa 236 <laughs> Chi sổ đi trước thời đại Quá đẹp đúng không bạn không 236 đúng không Bây giờ đây nè Cắt còn một bên À mình sẽ mình sẽ cho mấy bạn coi 237 và những màu. Đây, 237 đây. Đó, tàn tàn. Hello Trang. Coi 237 hỉ. Đây, vậy lên chút xíu đi. Nè, 236. 237 là nó hơi nư nha. Đây. nè yeah, màu nu này đẹp chưa này có nhiều bạn muốn màu nu thiệt là đậm á để vì ra cái màu nu này cho mấy bạn thấy là đó thấy không nè yeah, các bạn thấy cái màu nó lên không nó lên nó lên hình không quá xá là đẹp đúng không Màu mới à, màu mới à, Trang ơi. 21 màu mới sắp ra lò. Nè. 21 màu sắp ra lò nha mấy bà anh. Đây. Không đẹp không ăn tiền. 21 màu sắp ra lò. Màu nào cũng đẹp cả. Đắp vô là thiết mệt khoe rồi. Thấy giờ mấy bạn thấy không? Thấy cái màu chưa? You like this Đó mấy bạn thấy không? Hai 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 trăm ba mươi bảy nha Màu này là sao lịch hai trăm ba mươi bảy Hai kim Kim Thúy em khỏe không? Long time no see em 237, hundred Ok I haven't seen you for a long time em Em disappear hả? Huh? Kim Thúy Nè mấy bạn coi này solid 237 how is that hey, Hello, Hương có cường khỏe không em? Mm. Em khỏe là vui rồi. Đó, mấy bạn thấy cái màu nude không? Oh wow, cái màu nude đẹp ghê ha. Cực kỳ đẹp luôn này, mấy bạn thấy chưa? Đó. Yes, pretty, pretty. I love it. I love it. I love it. 237. Đẹp luôn em. Dạ màu quá, cưng, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Rồi, bây giờ màu kế tiếp là màu 237 về tới 238 nha. Ở đây 29 chứ. Qua à, 38 của mình đâu? Ở à, đây 38, đây, đây, đây. 38, đây, 238 nha. Oh, yeah. à, so a rally bị cancel rồi. Hứa Văn Cường ơi. Bị... Uh, bị covid rồi không ai làm sao à, không ai không có người coi không có người coi đâm ra người ta cancel này tên kiểu em hân Ok, this is 230A, okay guys. Check this out. Nè các bạn coi nè. Thấy cái màu này chưa? Đúng không? Bỏ lên nè. Wow. Mấy mấy bạn biết đó là David làm ra 21 màu này á là David trước khi mà ra 21 màu á là David ra ít nhất cũng phải là bốn mươi mấy màu chứ không phải là 21 màu nữa. Rồi sau đó mình tuyển chọn lại. Mình ra công thức hết xong rồi mình chọn lọc lại Những cái màu nào mà nó đẹp thì mình giữ Những cái màu nào mà nó xấu mình bỏ nó qua một bên Rồi sau đó lại còn tuyến nữa Tuyến, tuyển tuyển cho tới lần thứ ba Thì David coi như là Để đó nữa, testing nữa Mấy tháng trời coi màu nó phai, nó có bị phai không nữa Xong rồi khi mà nó không phai rồi đó bắt đầu mới Mới bắt đầu công thức rồi mới làm ra chứ không phải là muốn ra là ra đâu nó 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 đó wow 238 đẹp không nè cực đẹp luôn mấy bạn ơi 238 nè phải không má mà đi cho em phu số 21 màu đi anh à, thúy ơi à, kim ơi à, kim thúy ơi màu là nó bắt đầu từ 232 cho tới 252 luôn nha em 237 nè 200 23... 238 ok solid 238. Nó bắt đầu từ 232 nha em. Xong rồi các đồ ăn nó đi 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 cho tới 252 nó hết. Đứng lại. Là mình trong trong tương lai ấy, là mình sẽ có là 252 màu solid của mình nha, 238. Rồi, mình sẽ tới 239 đây. Nha các bạn thấy 239 ha. Đúng rồi đó vai lít đen cảm ơn em nhiều Không có chi em Nè mấy bạn tiếp tục coi ha Màu cực luôn Màu cưng lắm Cưng ơi là cưng Màu này thì nó hơi uh, Nó hơi uh, Hơi tím tím chút xíu Nhưng mà nó là gia đình của nữ à, Cái màu này á, là thật sự ra Nó nằm trong cái môi son Nó rất là đẹp nha mấy bạn Cực kỳ đẹp luôn đó, Nếu mà nó nằm trong cái môi son đó. Nè bạn thấy chưa Nè khi mà cái môi son họ phấn son đó của mấy của mấy của mấy em đó à nó nằm trong cái collection của phấn son nó đẹp lắm nó stand out rất là đẹp luôn nhà các bạn thấy không kéo nó xuống này Đẹp mình này các bạn thấy chưa đã không so pretty right đây là 239 nha các cả nhà 239. Đó. Kéo xuống cho mấy bạn thấy nè. Ok. Đây, 239 của nhà mình đây. Các bạn thấy không cái màu này mà khi mà khi mà nó khô đi đó mà nó mà nó đánh lên môi son nó lên môi á. U uh, má mà đẹp lắm luôn đó nha. Hello Kelly. Tốn. Em khỏe không? Này các bạn nhìn nè, 200 239 nha. Solid nè. 239 Đó So lệch 239 Đó mấy bạn thấy cái màu đó không Cái màu đó môi son gọi là không không có chỗ nào chê đâu nha Cực đẹp luôn đó Ok 239 Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái màu này là 240 nè Này 240 nè 240 nó nó là một cái màu à, à, à <laughs> Cái màu này cũng lạ lắm nha 240 màu này rất là lạ đây, đây đây mấy bạn coi này ha. Đẹp lắm. Nè thấy cục bột không? Thấy cái chiếc đây Thả lên nè. Đó, nghiêng qua một bên ha để cho cục bột nó chảy xuống nè. Rồi mình mới vuốt nó vô nè. Nè. Các bạn ơi. Màu này mà màu này mà mà Đây mình nghĩ màu này là trong những cái màu hot này. Màu này là trong những màu hot này. Thích là đẹp này không? Wow, đẹp chưa? Đẹp ơi là đẹp luôn ha. Thấy yeah. Kéo xuống này. Wow, is that pretty or what? That's 240 nè các bạn thấy chưa <laughs> màu ngọt không uh, nè thấy chưa các bạn thấy không cái màu này đẹp ghê ha là hai trăm bốn mươi ha à, hiện tại bây giờ anh đang anh anh đang anh đang pha anh pha khoảng chừng 21 màu mà anh làm xong xong hết coi như là gần xong hết rồi bây giờ anh phải vô hộp nhân viên nó đang vô hộp á đang vô hộp này khi mà nó vô hộp xong rồi đó thì chắc khoảng tuần tới tuần này là hôm nay là thứ mấy ta hôm nay là thứ uh, <laughs> thứ ba thì anh nghĩ tuần sau là anh sẽ anh sẽ gửi ra supply thì hơn một tuần nữa thì ngoài supply ngoài supply đều nó có thì mấy em sẽ thấy được hết nha tất cả những cái màu này ở ngoài supply ha rồi bây giờ tiếp tục là hai trăm hai trăm bốn mươi hai trăm bốn mươi ha Em thích màu đỏ đỏ đẹp đẹp á. Nhiều màu đẹp lắm Trang ơi. Rất là đẹp luôn. Đây là 241 nè mấy bạn coi. 241 này bằng màu này mới là đẹp nè. Nè mấy bạn thấy cái màu này chưa? Nè thả nó lên nè. 241 nha. Ôm nó vô ha. Ôm nó vô ha. Rồi. Nhưng nó còn bên này. Đó. Đó thấy mấy bạn thấy kéo xuống không? <laughs> Nhẹ nhàng ha. Nói đúng ra là bây giờ David ra màu nào David cũng 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 gọi là nó phải đẹp hơn tất cả những cái màu mà hồi trước kia thì David mới ra. Chứ còn nếu mà nó ngang ngang hay là nó không nó xấu hơn là chắc chắn là David sẽ không ra rồi. Tại vì mình càng ngày mình làm càng mình làm càng nhiều thì kinh nghiệm của mình càng có nhiều và những cái màu của mình mình nó phải đẹp hơn những màu cũ. <laughs> Violet em thấy cái màu đẹp không nè Dạ yeah, màu này anh nghĩ là chắc cũng đẹp lắm Tại vì nó nó very neutral hiểu không Em coi nè Nó neutral lắm Thấy yeah. chưa Wow thấy không Đây đây mấy bạn cho mấy bạn coi nè cái màu này Isn't that pretty or what Oh man, look at that. Hello Thanh Huyền, Khỏe không? 241 nha mấy bạn. Thấy chưa? Đẹp ha. Nè mấy bạn nhìn này thấy không? Tất cả những cái màu đó này, nguyên màu vàng của nó nè, Cực kỳ đẹp luôn. Rất là cưng luôn ha. 210 11. Đây. Tiếp tục là 242 nha mấy bạn, màu này là màu 242 này, màu này nó sẽ đậm hơn cái màu nãy. <laughs> Đẹp ha? Ok, 242 nha mấy bạn. Here we go. This color is a little bit darker. Màu này tím hơn chút nha. Đây. <laughs> nhưng mà cái mấy cái màu này á nếu mà nó tím như vậy là cái môi son của người ta đeo đeo vô nó tím tím đó nó làm cho cái môi bầm 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 đó. đẹp lắm nha cái này là cũng làm ở trong đó luôn á cũng nằm ở trong cái mà mà môi son mà David đi lựa ra nó còn mớ đó đó và mấy bạn nên nhớ là tất cả các pigment á, này đó nó đều là cosmetic pigment thì đâm ra mà nó lỡ mấy bạn làm đó mà nó dính vô mắt hay là cái này nó kia mình cũng không quan không có lo cho lắm tại vì nó thuộc thành phần cái thiết mình này là mình có thể mình làm cho ai xe đầu được luôn nha mấy bạn thì đâm ra là nó rất là nó rất là an toàn <laughs> nó có thể là cái thích mình đó là có thể làm cho ai xe đầu được thì đâm về đâm ra là nó 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 đẹp lắm nó không có phải giống như là mấy cái industrial đâu em thích môi tím à? hả oh, ô môi tím hả à? ok tặng cho em trai để về làm môi tím chơi <laughs> nè thấy chưa các bạn này đẹp chưa đó cái này là hai trăm bốn mươi hai nha mấy bạn solid hai trăm bốn mươi hai thấy chưa à, em nào thích anh em nào thích môi bầm không tặng cho em cái là về làm môi bầm chơi nè đó chắc chắn bầm 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 luôn á <laughs> Uh, hello Q, girlfriend. I've seen you for a long time. How you doing em? How you doing cute? Anh chưa có đặt collection này nữa, chưa đặt tên á. <laughs> có ai, có ai đặt tên cho collection này là gì không? Bây giờ về nè. Bây giờ mình chơi game nè. Người nào mà ra một cái tên cho collection này thật là đẹp á, là mình sẽ tặng cho người đó một cái set này luôn á. Cho chưa? Nếu mà David thích cái tên đó trong cái collection này, bây giờ mấy bạn nha. Ok, I am going. Ok. This is my brand new collection. Okay, guys, I haven't named this collection yet, but if you come up with a name that I am going to use this for this collection, I am going to give you a twenty-one brand new color for free. How about that? Yeah, I want. Yeah, I know. I, 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 I am coming. Uh, I am coming to see you. Um, um sometime this year. <laughs> They haven't booked me yet but I know sometime this year I'm coming to see you. <coughs> you 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 can win. Okay, you need everybody need to send me right now. Okay. New new 22 collection Mr. Hùng Lê Hùng khỏe không? Hello Tommy Nguyễn. Okay, I said I am going to give you guys a a uh, 22 brand new, uh, 21 brand new color here that I have. I haven't named this yet, but I, I need names. If, if, if you pick the name that I'm going to take, if you give me the name, then you are the winner for this collection. The first one, đọc cho anh ơi, forever nude. đọc cho rõ anh ơi, okay, a new 22 collection. Nhũ hả? Nhũ 22 hả? À, Mr. Hùng Lê Hùng Trời ơi em nói gì anh hiểu gì hết trơn Em đừng nói ngậu nha Khổ quá <laughs> yeah, Forever Nude Ok, một người Forever Nude Ok, rồi tiếp tục đi Bà con ơi cho xin uh, Cho xin tên đi Cho xin tên, tên uh, là 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 Nhũ Velo Tommy Magic pastel. Okay, Moon Moon magic pastel. Ah, I, I don't know about pastel, huh? This one right here is not a pastel yet. <laughs> this is more about into a lipstick. Uh new, 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 new. For for, for flavor of love. <laughs> Naked nude. Naked 21 collection. Naked 21 Collection, Carly Lee. That's nice. New Obsession. Oh, that's another nice name too. Ooh, I gotta, I gotta. Okay, because I can come back and 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 check. New me, please. Oh, that's another one nice shoe. This look high. Okay, you guys, please, you put everything that you put it in. Uh, I will. I will take one of the name. And then I will announce the winner tonight. Whoever uh, win, I am going to send you that collect this collection for free. <coughs> okay. Twenty. This is twenty one color, and it's a brand new nude collection. So anything that have number twenty one in there, I like uh, because twenty one like forever twenty one. That's one the brand name, you know. And uh, I don't know this anything. <coughs> can I just buy the collection boyfriend? hey, <laughs> girlfriend? I don't have yet, honey. You know. <coughs> Here we go. Continue. Continue. Twenty-one flavor of flavor of fall. Ah, this is the fall color for you. I can I can sell it if I say fall, huh? I have to say something better than four. Give me something better than four. Ok. Hello Trang Lê, em khỏe không? Màu đẹp lắm Trang ơi. Nè, màu này là 242. Hello Big V em. Solid. 243. Đó. Đây, các bạn thấy không? Cái màu này tiếp tục nè, không? Nha. Yeah. Tèn Nó đúng ra là hết tất cả những cái màu này á. Tommy, this is spring. Yeah, this is spring collection. So, you name, you give me a name for spring. Give me a name, honey. Give me a name, baby. New lipstick 2022. Okay, come on, get your set. 21 new guy. <laughs> 21 new guy. Okay. Bitching guy. 243. <laughs> okay, continue. 2... 44. Wow, chữ 44 này mấy bạn ơi. Cưng không? thơm spring on sprung on spring 21. Okay, let put it on. Anh David này em muốn mua the whole line vô đâu mua? Tim Huyền ơi, em muốn mua the whole line đó hả? Em đang ở đâu? New spring 2022. Em đang ở đâu? Anh anh giới thiệu em tới supply đó mua cái màu này chưa ra nha cái màu này sắp sửa ra nha cái màu này là những cái màu mới những màu này là những màu mới này anh uh, trong vòng một tuần tới nó bắt đầu mới mới gửi ra ngoài supply nè cái màu này này mấy bạn coi nè ô oh, man cưng không sáng rực luôn đó nha sáng rực luôn nha mấy bạn đó new spring 22 Ok, còn thiếu nhiêu? Mấy bạn cứ bỏ tên vào nha. Tối nay David sẽ về và David sẽ select ra cái tên nào mà hay nhất David sẽ lấy. Và David sẽ làm cái collection tên đó. Và David sẽ thông báo ai là người thắng trong cái đặt cái tên cho cái collection này. Thì David sẽ gửi cho bạn đó là 21 màu này khi mà David xong. Trong vòng tuần tới là David sẽ gửi ra cho các bạn, cho bạn nào đó. Ok. anh ơi Louisiana bớt em đi Đà Lạt mua supply anh ơi Ok thêm quần em đi Đà Lạt em ghé vào Pro Nail Supply nha Pro Nail Supply là có đầy đủ mặt hàng luôn không thiếu một màu luôn á Chỗ anh Vân với chị Hương á Anh Vân chị Hương là là đang có hàng chi sò đó Mà anh Vân với chị Hương là bán bán chi sò coi như là complete line luôn à, Sửa soạn lấy về cái twin one nữa Thì đâm ra là không thiếu màu nào ở trên đó hết nha Ô em 60B. Hello. Hello Mr. Tom Em mà lui ok, đẹp quá. Hello Loan Chin thì phải không em? Nè thấy chưa? Màu cực đẹp luôn. Màu nào cũng vậy hết trơn á mà nó tươi mà nó sáng lắm nè mấy bạn coi nè, nhìn nè thấy không? Không có một lỗi vì gì hết nha mấy bạn. Màu nào nó ra màu đó 243 và solid 244. Công nhận mình mình phải nói là mình, uh, mình 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 giỏi về màu thiệt luôn đó nha. <laughs> Salon partner uh, mình 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 uh, à uh, mình mình giỏi, mình giỏi về làm màu lắm mấy bạn ơi. Mình uh, uh, à Đây, cái màu này cũng đẹp này. À uh, ông trời ông ông cho mình ông trời ông cho mình được được cặp mắt Nhìn ra màu Không biết sao mình nhìn, mình nhìn màu Mình làm tự nhiên sao nó Nó đẹp ơi Là nó đẹp luôn á <laughs> Nè Màu này mới là đẹp nè Ok 243 244 245 nha Đây Nè Đẹp chưa 245 nha Coi đây Mại vô Mại vô Ok Thấy chưa? Ôm nó vô nè, ôm nó vô nè thấy không? Nhưng nó còn một bên này. Hello Nga. Anh à, anh ra Max gel với boy đi anh. À, anh ra anh ra Max. À có chứ anh sẽ ra nhưng mà nó cái gì cũng từ từ anh chưa có ra được. Tại vì cái bột thì anh ra thì nó dễ lắm. Nhưng mà nước sơn với nước gel đó anh làm nó bị lỗi hoài à. À nó ra hơi bị lâu nhưng mà anh sửa soạn ra 36 màu 36 màu Berlin nude đó nước sơn và gel Ờ mình sẽ thông báo cho các bạn biết nha 36 màu đó nó thiệt luôn nó cực đẹp luôn nó đẹp nó đẹp không thể tả nổi luôn nha mấy bạn 36 màu đó là để mình sẽ nghĩ là mình sẽ mình sẽ mình sẽ bán quanh năm suốt tháng luôn á lúc nào cũng có người mua được cái màu đó là 36 màu rất là đẹp luôn nè các bạn thấy chưa thấy cái màu không thấy cái màu này chưa nào anh khỏe anh ra <laughs> anh, anh chưa ra được cái ngọc mai nè màu xám này màu này đẹp không mấy bạn thấy giờ mấy bạn thấy màu này không đen đen nó xám nhưng mà nó xám mà nó có chút xíu xanh xanh trong đó nha mấy bạn và nó có một chút xíu nulu ở trong đó nhưng mà nó khá gọi là Super đẹp đẹp lắm nè mấy bạn thấy không khéo tay hay làm tuyệt vời anh David cảm đúng. ơn em à, cảm ơn em nga Trần rất là nhiều bốn 43 245 Toilet lịch 245 Gel mát với bột rất nhiều tham cần anh đúng rồi treo uh, gieo mát á anh treo mát với lại bột với lại mới lại nước sơn nữa chứ không phải là gel không nữa là anh là anh sẽ ra là cái tuyên quan á anh có anh có tuyên quan anh làm 36 màu rất đẹp lắm, rất là uh, rất là đẹp luôn. Xám dễ thương ha. Hai hai nude đồng birut. Ok, hai nude đồng birut. Ok. I like that name chứ Có có bộ nào một bộ bao nhiêu vậy? Bộ này anh sửa soạn ra là nó có 21 màu ha. 21 màu nude hết, hoàn toàn là nude hết. Nude mà nhưng mà nó nude theo nhiều 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 thông à, nếu mà thường thường 21 màu này á, thì giá nó bao nhiêu 11 đồng một hú thì 11 nhân cho 21 thôi rất rẻ 245 <laughs> tất cả các màu chất lượng lắm mấy bạn ơi chất lượng lắm luôn á màu này xám hơn nữa này màu này xám cho này đó, các bạn thấy không? Sắm cho này. Đó, vậy thôi, cực đẹp luôn nha Đó, thấy không, cái màu nè Không uh, Không cần biết em là ai ha <laughs> Nhưng mà Như là không cần biết em từ đâu ha Nhưng mà Em cứ nuôi như vậy là anh đã thích rồi đó, 21 em luôn đó, chứ không phải là một em nữa Wow 21 em nuôi luôn ừ uhm. anh có gửi qua hà lan không ăn ồ giang ơi anh không có gửi qua hà lan được tại vì nó xa quá à ở bên hà lan thì em có thể là em liên lạc ở bên ở bên anh á gần em hơn thì ở bên đó họ gửi ra cho em là bên đó là cái công ty á nó gọi là một cái supply họ gọi là keo nail supply đó là họ gửi đi tất cả mọi nơi bên châu Âu và họ có gửi qua Đức và họ gửi qua nước mấy nước bên đó có hết để anh, để anh anh viết cho em coi là nó là keo nail supply ha đây anh, anh 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 để anh mời cái người mà keo nail supply vào đó thấy giờ à, giờ anh bán hai bút màu này chưa chưa có em ơi Nguyễn miếng Minh Tùng ơi anh chưa có anh đang quảng cáo thôi sao à, tuần sau thì anh mới có 246 anh quảng cáo lên cho bà con thấy thôi nè mấy bạn thấy cái màu này chưa ten ten tên hai trăm bốn mươi sáu nè thấy chưa đó rồi hai trăm bốn mươi sáu nha Vào wow. đẹp lắm màu này sắc sảo hơn cho hai trăm bốn mươi luôn rất là đẹp nha hai trăm bốn mươi lăm hai trăm bốn mươi sáu chín đây tiếp tục nha từ từ nha mình sẽ có thêm những cái màu gọi là xuất sắc lắm cho cho bà con thấy luôn ha những cái màu gọi là mình mình lựa đi lựa lại rất là nhiều rồi này. hello giang nguyễn đây màu này này màu này cũng là hay lắm này nè 246 là 247 nè đây 247 nha các bạn theo dõi cái màu này màu này cũng khá đẹp mình cũng thích cái màu này lắm đây tiếp tục nha 247 đây và nhận thấy Các bạn thấy mình lấy cục bột lên chưa? Cục bột lên đẹp ha. thả ngay. Vào wow, cái màu cái pigment của nó đó. Nó ăn vô cái bột á. Quá xá là đẹp luôn. Hello Thami. Thami lấy sáng giờ lo hốt quá, à. không biết chuyện gì xảy ra luôn đó nha. Nè, màu mới đây nè. Màu mới nè, thấy chưa? Đó thấy chưa here we go here we go nè thấy chưa cái màu mới không đẹp ha đợt này không clean nhiều đẹp lắm đợt này không clean nhiều đẹp lắm hello anh hello lợi ba hello lợi khỏe không em ơn em trai có gì vui không nè nè hè à, thấy chưa mấy bạn thấy cái màu nude này không màu này là cái màu khá đẹp đây ok đó mấy bạn coi này cái màu này nè đẹp không Trời ơi, cái màu solid lịch đã lắm luôn 247 nha mấy bạn Mình cắt con một bên ha Đây <laughs> Hôm nay được làm bạn được, được Hôm nay hôm nay đã làm Bạn được khách rồi Ông Chí Hôm nay đã làm Được bận khách rồi Ông chỉ <laughs> Đọc leo Leo, leo, leo cái lửa luôn không hiểu gì <laughs> à em ơi em viết em viết dây chấm dấu vào cho anh cái tại vì tiếng việt nam anh đã có khá giỏi rồi xong rồi cái em chơi phát không có dấu nữa anh đọc hoài không hiểu luôn ủa <laughs> ừ, tại sao cái 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 cái, cái tự nhiên nó mờ tiệt vậy ta ok tiếp tục nha mấy bạn tiếp tục nè 247 bây giờ cái này là 248 nha đây bạn coi này cái màu này khá đẹp nè ok Thấy chưa? Thấy màu này chưa? Đây. Uh, sexy. Very nude luôn. Very nice luôn. Đó, các bạn thấy không? Đúng rồi. Chi -so ra màu bây giờ là toàn là ra những cái màu gọi là nữ độc đáo không à mình mình sẽ quảng bá thị trường về những màu nư luôn một đắp đã lắm mà em ơi đã lắm khánh my ơi new passion ok chơi luôn bỏ vô ai mà được lựa tên là ai mà cái tên nào mà được lựa mà dễ đọc mà dễ thương mà là là, là, là sẽ được à đã được thắng cái 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 mươi cái màu này nha mấy bạn ai mà được lựa chọn là người đó sẽ được thắng nha ok đó ta nên đã tặng em hồi chợ khánh mi ủa anh có gặp em ở hồi chợ hả anh không biết là mới vào chợ vừa rồi đó hả <laughs> hôm nay ông chủ đã được bao nhiêu khách rồi ồ oh, hello nga sáng giờ và chưa có được ai làm hết ế quá đâm ra là phải đi ra đây làm ngồi uh, ngồi 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 mà làm màu này <laughs> hai anh gel hai có thể xài chung với hãng khác điếp được không hello út em em khỏe không gel gì gel chu hả có thể xài chung với hãng khác điếp được không heavily new ok Solid 248. hai trăm bốn mươi tám à ờ em luôn theo cảm ơn em khách mi tên em đẹp ghê nha khách mi 248 nha mấy bạn. Ờ uh, gieo chu có thể xài chung với hãng khác đi được không? Gieo chu là như thế nào hả em? Em anh gieo chu là 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 sao? Là sao vậy em? Anh chưa có hiểu rõ cho lắm. Ok, rồi, thêm một màu nữa hỉ. Màu này đẹp nè. Ok. Đó, bốn mươi 248 bốn mươi chín, năm mươi và năm mươi mốt Ờ Ô Lọ 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 Nãy mình có một cái màu nữa đây này Màu này là đẹp mà Mình mang mình bỏ ương ương dở dở Màu này số mấy đây trời Mình biết số mười Đây đây Mình có cái màu này đẹp lắm này Khoan Mình có thêm Mình thêm màu này số mười hai nữa Không biết nó nằm ở bao nhiêu Infinite New Hay luôn Ờ Cái màu này Màu này mới là Mới là Mới là nên quảng cáo mạnh nè Màu này đẹp này mấy bạn Mà không biết cái, sao này, cái này về là mình bị sai rồi Hello uh, hello Milan <laughs> Nè màu này nè thấy chưa <laughs> Nãy là mình ghi cái đó là sai hết rồi Mình phải ghi lại rồi Ok Các bạn thấy cái màu này không Đẹp luôn á Hơi chạy chút ha Đẩy lên <laughs> tiệm em nguyên dàn chi sò -so. ồ vậy đó hả đúng là chi sò -so xài em thích ha <laughs> Deep hai đó anh ồ oh, Deep hai hả Deep hai thì ra yeah, được chứ em em xài hiệu nào cũng được hết á không sao hết nhưng mà anh có một cái đó anh có một cái mà, mà, mà super deep base ấy, nha là em xài không cần xài activator cái đó xài rất là ngon mà em xài cho hãng nào cũng ok hết á không nó không kén nha. Đa số hãng nào em xài cũng được hết. Nó là nó là Super Deep Base. Đắp cũng đã, deep cũng gút. Ô oh, cảm ơn uh, cảm ơn em nhiều ha. Cảm ơn em Khánh Mì Rồi. Nè, thấy không? Màu này à Màu này là màu 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 này là màu uh, hoa hậu của của trong 21 màu nha. Hai hoa hậu của trong 21 màu uh, trong collection này. Mình không nhớ màu này màu số mấy đó Mình đi nãy giờ mình đi bị lật ngược Mình quên là mình không làm đúng số rồi Nhưng mà không sao mình cứ bỏ nó vào một bên đi ha À mấy bạn thấy cái màu này đẹp chưa Đó tím này thấy không Tím ha à, không có bị loang nha Em vua thoải mái nha Em tha hồ vũ luôn Em không cần phải bỏ clear nữa Mà em muốn vua sao vua Em đắp em dip em không bao Anh nghĩ là chắc à, công ty chỉ sổ đi bán muối rồi thì <laughs> sự ra cái 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 thị trường nó rất là cạnh tranh em biết không nhưng mà nhưng mà màu mà làm ra loang là thua rồi anh đi ơi rất là rất là đẹp không có bao giờ bị loang hết em vúa thoải mái luôn em muốn vúa sao mà vúa em muốn làm gì em làm không có loang gì trong này hết nha mấy em đừng có lo rồi đây tiếp tục ha cái màu kế tiếp nè Thấy không? Đẹp không? Ừ. Nè, thấy chưa? Cái màu đẹp chưa? Ôm nó vô nè, thấy không? Đó. À. Nếu bạn nên nhớ là cái màu của chi á là mình làm tại ở bên Mỹ. <laughs> cái pigment của mình á, mình cũng mua tại những công ty ở Mỹ luôn. Cái raw material là cũng làm ở đây. Nhưng mà cái pigment á, là đây về xài toàn là pigment của cosmetic không à. À, mấy bạn thấy là vậy. Toàn là xài của cosmetic không, không có xài của những cái pigment mà giống như là cái kiểu mà uh, cho những cái industrial đó, mình không xài. Uh, cho nước sơn không xài. Cho những cái painting không xài. Chỉ xài là đặc biệt nó là có thể nằm trong hoàn toàn hoàn toàn luôn một trăm phần trăm nó nằm trong nó gọi là cosmetic color đó mấy ngày hôm nay ở bên orlando sắm mưa hoài ta mưa mưa buồn ghê đó. à thấy không mấy bạn thấy cái màu này đẹp chưa mạng yếu hơi bị nhòa ha ờ lúc 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 mà lúc yếu ta trời mưa đó em này mấy bạn thấy cái màu này nè thấy chưa quá xá là đẹp đúng không rồi mình còn hai màu nữa đây cái màu kế tiếp này là hình như là nó hơi đẹp á đây là mình cho mấy bạn coi nè cái màu này nữa này màu này nó được nó nó nó, nó. thôi mình cho cho cái màu này đi tại mày này màu này nó không có bị dơ màu này đi trước ha đây tiếp tục nè cái màu này thì thực sự đã rất là, rất là nó rất là rất là tế nó màu nó rất là nhẹ rất là coi như là rất là ta rất là hòa 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 hợp ờ mạng nó yếu tại trời mưa ngoài mưa lớn lắm thì đâm ra là bao bao hồi xích có bao hồi signal mất này cái màu này đẹp nè cái màu này mấy bạn nhìn kỹ nha nó giống như là màu uh, vanilla vậy đó ồ đẹp lắm luôn nè thế mà thấy nó giống vô giống vanilla không đó cái pigment của nó cũng vậy nữa nó rất là nó rất là tươi À, các bạn thấy chưa? Đẹp không? À đẹp ha. Đó. Không, các bạn thấy thấy cái màu này không? Màu champagne hả? Dạ, nó cũng giống như là champagne vậy đó, đẹp lắm. Rất là bảo đảm cái màu này nhiều người nhiều người thích lắm. Khi mà nó lên tay của mình nó, nó đẹp. Đó. Ok, mấy bạn thấy chưa? Bộ màu này Khá là đẹp ha Như bạn nhìn nè Isn't that pretty or what? See? Màu nước gạo ha uh, Đây So pretty Hey, kawaii nè See? Nước vô gạo Nước vô gạo Ní nè You like? I like it okay my last color is this baby right here okay this workout. out okay last color, color is, is pink we haven't get this pink for a long time we haven't seen any of this pink now that i have this pink in this collection and this is the only one pink color that i choose to be in this collection like yeah i still have plenty of color for the nude but i i only choose to do 21 color this time yes you like them you like this color nina see that see that Okay. Look at that color, guys. Yes. This is the only bright, the only bright color in this new collection. But when you check this out, this baby is beautiful. <laughs> look at that, look at that color, guys. Các bạn nhìn này. Đi tìm một cái dấu vết cho khó để dấu vết mà để để lỗi cũng khó nữa tìm không ra luôn á ok so uh, this is my all 21 one new color that I finally pick Thách hỏi màu tím ừ, màu tím thì anh ra được có một màu à, anh hai anh có một cái tím bầm nhưng mà sẽ ra cái tím nó làm nó khó lắm ha yeah, mấy bạn coi ha hai mươi màu Infinity Love. 21 màu nude. Ok. Trong này nó có một màu tím. Một màu hồng. Ok. Còn bao nhiêu là... Màu kỳ này xuất sắc không bị ma bồ. Đúng rồi bây giờ ai à, bây giờ hết bị ma bồ rồi anh là hồi xưa thì có một vài màu nhưng mà bỏ hết rồi không còn đâu bây giờ là hoàn toàn màu nào cũng vậy hết á <laughs> sao anh xích số 21 quá vậy thì 21 tuổi thì mới đủ tuổi trưởng thành cưng quá cưng quá là tím đó đẹp đó thấy không thấy bạn thấy không đó một màu tím ha một màu hồng ha các bạn thấy giờ À, một em tím một em hồng còn ngoài ra thì những cái màu nude uh, nó nằm trong cái lipstick của người ta đó thì ok bây giờ như thế này đây mình sẽ ao cái video này nhé mình hẹn các bạn I will see you guys I will see you guys my on my next video uh, yeah um... I will pick I will pick the uh, the 21 color. I, I mean I will pick whatever the name who is the winner for the name for tonight. So you guys thích em thích nhất tím và hồng. Yeah. Mấy em mấy em làm ơn cho anh cái tên của cái collection này. Những bạn nào mà thích ra những những bạn nào mà thích ra cái tên mà David thích á làm David sẽ post lên và David sẽ thác tên của bạn và David sẽ tặng cho bạn 21 màu này. Những bạn nào lấy những bạn nào bỏ cái tên nào mà David mà, mà nó 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 phù hợp cho cái collection 21 màu này đó thì thì nhớ nha. David sẽ 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 um, David sẽ sẽ có <laughs> lựa chọn cái tên đó và David sẽ tag tên của bạn vào. That's why naked Twenty one is perfect for this collection name. Okay, Carly Lee. I will, I will, I, will, I will collect everyone name, and then we will choose 20, 21. That's why tw naked twenty one. Oh, that sounds pretty good. Naked twenty one, huh? Okay, yeah. If you are under eighteen, you cannot be naked twenty one. You are okay? <laughs> twenty one is okay. Okay, so okay you you maybe let's see okay yeah okay, so you guys make sure that you guys give me some name in here, and then tonight I will collect I will take whatever the name, and then we'll go from there, so we see whoever the winner for this for this collection then i will I will name the collection and i will send i will i will send you the um, uh, the twenty one color when we finish next, right, next week I th right now we finished the color right the, the formulation, the powder the mixing the everything is finished it's just that we need to we need to fill them in and then we we take time to fill them in because we only have twelve machines fill in this time um, normally we have more but Today we only have 12 and I don't know, I like this one right here. You guys see this? So it takes some time because we short people too. Violent girl. Sao mà? Cái gì violent? Em... Uh, em... Uh, em đặt cái tên gì lạ rứa? Em yêu Cái gì mà white, gray, rồi violent girl, rồi... Rồi... Uh, I am new, rồi gì này kia. <laughs> <laughs> em đặt lên Ok đặt đi Thì đặt đi Ok people uh, uh, Cái gì thôi Bây giờ mình chào các bạn nha Mình uh, đã bụng rồi Mình đi ăn cái đây uh, Sáng giờ mới có ăn sáng à Bây giờ kiếm cái gì ăn cái đã uh, Sao cười Milan lan Em đặt cái tên đi Nha yeah. Cái tên là I am new nha yeah. Đừng có nói là I am new Là anh đặt tên là em lội Em lội lên là mất công là mệt nữa <laughs> Ok Bye bye, everybody. I will see you guys. Um, I, will, I will post everything up tonight. Okay? Bye, yeah. everyone. Thank you for watching. Thank you for sharing.